Hôm nay công ty mình test máy xịt rửa TCVNWC03. Thì cũng như mọi khi thì hôm nay có thêm cái thiết bị tự động. Đây cả nhà. Thiết bị tự động này là dùng để điều khiển từ xa. Khi nguồn điện cắm vô rồi, mình chỉ cần ấn nút A là sẽ tự chạy và nút B là nó sẽ tự lắp, là tự động mình điều khiển, không cần phải động tâm gì tới CPS. Mà khi máy đã kết nối điện, bật CPS lên anh kỹ thuật, rồi chỉ cần gắn điện vô công nguồn. Như mọi khi thì cả nhà gắn dây đầy đủ như mọi lần trước, dầu chế đủ, dây gắn bình thường như mọi khi. Rồi giờ anh thuộc ấn nút, đó, nút chạy, máy chạy. Rồi đang áp lên cái thuộc. Ngư kìa. Đó, cả nhà thấy rất mạnh. Rồi anh thuộc ấn tắt đi. Nè đó, B là máy tắt hoạt động. Rồi anh ấn lại cho nó chạy lại thôi. Rồi anh kỹ thuật ấn tắt đi. Tám chỉnh sửa xe luôn hả? Đó, bộ điều khiển này rất có tiện cho cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Chúc cả nhà vui vẻ.